Nếu bạn lên cơn nghiện món khoái khẩu mang hương vị của ẩm thực miền Trung, bánh canh cá lóc thì sao nhỉ? Hãy đến ngay quán bánh canh cá lóc Niêu Đất O Huyền tại 135A Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng nha. Tại đây bạn có thể thưởng thức trọn vị món ăn có nguồn gốc từ tỉnh Quảng Trị đấy. Bánh canh được làm bằng bột gạo, pha chút bột mì. Còn nước dùng được anh chị chủ quán chế biến rất cầu kỳ, mang hương vị ngọt thanh, đậm vị và được điều chỉnh độ cay để phù hợp với khẩu vị của người dân đất cảng. Món chủ đạo ở đây là cá lóc om với vị dai ngon, đậm đà, được chế biến từ nguồn nguyên liệu cá tươi sống, đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, bạn cũng có thể ăn thêm các topping như chả cá Nha Trang, chả cua Huế, cá rô phi chiên giòn, đầu cá bao tử. Bánh canh cá lóc thì không thể thiếu món rau ăn kèm, đó là bắp cải thái nhỏ và rau đắng. Giá cả thì cực yêu nhà quý vị, chỉ từ 30 đến 50 nghìn đồng. Một Niêu Đất bánh canh cá lóc hấp dẫn, bốc khói nghi ngút như thế này, quả thật là một sự lựa chọn hoàn hảo khi bạn muốn đổi thực đơn trong ngày của mình, phải không nào?